Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã tiếp tục trở lại theo dõi kênh của My. Hôm nay My xin làm video này để chia sẻ với mọi người cái cách chữa lành nội tâm, chữa lành tâm lý, chữa lành những tổn thương tâm hồn khi mà chúng ta bị tổn thương trong cái chuyện tình cảm hoặc là mình bị tổn thương từ những cái khó khăn trong cuộc sống hoặc là có người bị tổn thương vì mình bị cô độc. Không ai hiểu mình, không có người thân bạn bè, không hợp với gia đình, bị gia đình không thương, không giúp đỡ hoặc là mình tự cô lập bản thân mình vì mình nghĩ là không ai hiểu mình. Mình bị những cái áp lực trong công việc hoặc là mình bị ăn hiếp, mình bị yếu cái nội tâm của mình á. Cho nên là mình đi đến đâu mình cũng bị ăn hiếp đến đó. Hoặc là có những người là bị phản bội quá nhiều, bị lợi dụng, bị tráo trở, bị lừa gạt quá nhiều, chẳng hạn như trong mối quan hệ bạn bè, rồi trong cái chuyện tình cảm, hoặc là đi đến đâu là bị gạt đến đó. Nó mất lòng tin vào con người, mất lòng tin vào cuộc sống. Những cái tổn thương đó, bên ngoài mình nhìn họ thì mình thấy họ cũng làm việc, họ cũng sinh hoạt như người bình thường, nhưng mà đâu đó trong cái ánh mắt của họ chất chứa những cái nỗi buồn, những cái bất an mà chỉ những cái người nhạy cảm, những cái người tinh tế có cái sự quan tâm, thương yêu hay để ý muốn chia sẻ với những cái khó khăn của người khác, tuyệt vọng trong thẳm sâu cái ánh mắt của họ. Thường những người đó họ bị tổn thương thì họ sẽ có cái tâm lý là họ cô lập chính bản thân họ. Mình gọi cái từ mà nhiều người hay dùng bây giờ đó là bị tự kỷ á, hay nói là mày khác người hay là mày bị tự kỷ đó, đúng không? Những người đó họ tự họ cô lập họ như thế, họ sẽ càng bị mất phương hướng, họ không biết là họ phải thay đổi như thế nào, phải sống như thế nào. Tại vì họ cô lập thì những người xung quanh không đến gần họ được, không tiếp cận họ được, và như vậy thì họ sẽ không nhận được những cái lời khuyên khách quan từ người ngoài cuộc đó. Tại vì chính bản thân họ họ bị bệnh mà, họ bị tổn thương à, mình gọi là bệnh tâm lý á mọi người. Họ sẽ không có tự họ 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 sáng được, họ nhìn bao quát được cái vấn đề của họ một cách khách quan nhất, rõ nhất, để mà biết là họ cần phải sửa chỗ nào, họ phải thay đổi chỗ nào, họ phải phát huy điểm gì đó, thì họ không tự họ họ nhìn ra được, mà họ rất cần những cái người xung quanh có cái nhìn khách quan, công bằng, có cái sự quan tâm, chia sẻ chân thật, thật lòng, góp ý thật lòng. Tại vì rất là hiếm để mà mình gặp được một cái người mà người ta góp ý cho mình, mà thứ nhất là góp ý đúng nè, thứ hai là tìm ra được những cái điểm sai của mình, rồi tìm ra được những cái thế mạnh của mình để mà khuyến khích mình. Một cái người mà chân thành, họ phải góp ý đúng và họ phải đưa ra những cái phương pháp để hướng dẫn cho mình phải thay đổi như thế nào để mà mình được tốt hơn đó. Rất là khó để gặp được những người như thế. Đa số là mình sẽ gặp những cái người tào lao à, ví dụ như là họ góp ý với mình với cái sự gọi là đố kỵ nè à, ví dụ trước đây mình có cái gì hơn họ đó, thì bây giờ họ thấy mình giống như mình có một cái khó khăn gì đó, thì họ vốn là họ đã không thích mình rồi, họ có cái tâm đố kỵ, họ không muốn mình hơn họ. Cho nên là khi mà mình gặp chuyện mà mình hỏi những cái người đó thì đảm bảo là họ xúi mình làm bậy thôi. Có những người á, thì họ chân thành, họ nhiệt tình, họ muốn giúp đỡ mình đó, họ muốn góp ý với mình chân thành đó, họ muốn cho mình một cái lời khuyên hữu ích đó, nhưng mà họ lại không có trí tuệ. Họ không có trí tuệ, họ không có sáng, họ không có khôn, hoặc là họ không có đủ kinh nghiệm để mà họ cho mình những cái lời khuyên đúng cách làm, những cái phương pháp đúng để mà mình sửa chữa, mình thay đổi. Hoặc là có những người á, họ có cách làm, họ tốt bụng, họ chân thành, nhưng mà họ diễn đạt đó, họ diễn đạt, họ chia sẻ cái cách để họ an ủi mình, khuyên bảo mình, họ chia sẻ mình, họ giúp cho mình giải quyết được cái vấn đề của mình. Cái ngôn ngữ của họ, cái cách diễn đạt của họ, cái lời nói của họ lại không có sâu sắc đó. Họ biết cách để làm đó, họ biết cách để hướng dẫn mình làm đó, nhưng mà họ chia sẻ
họ nói á, nó không có đúng vào cái trọng tâm của cái vấn đề đó, cho nên là không có giúp cho mình khai thông được cái não của mình được, không có giúp cho mình hiểu hiểu đến tận gốc cái vấn đề của mình là ở đâu để mà mình biết mà mình thay đổi đó. Nó có những cái rắc rối như thế khi mà mình xin lời khuyên của người khác, đúng không? Thì bây giờ những cái người mà gọi là họ bị bệnh tâm lý á, bị tự kỷ nè, rồi bị trầm cảm nè đó, thì họ hay lên mạng xã hội. Bây giờ họ chỉ có cái điện thoại là cái niềm vui duy nhất thôi, cái nguồn mạng xã hội là cái niềm vui để cho họ lên đó, họ thỏa sức, họ tìm tòi, họ khám phá những cái điều mà họ đang thắc mắc, họ không biết hỏi ai, họ cứ lên mạng xã hội họ tìm hết cái video này đến video kia để họ xem, họ xem, họ nghe một cách vô thức như thế, cứ hết cái video này nó chạy đến cái video kia nó chạy, họ nghe được cái gì họ nghe thôi, để giống như là để giải trí, để xả stress, hoặc là vô tình họ nghe một cái điều gì đó thì chạm đến cái cảm xúc của họ lúc đó, cái nỗi khổ của họ, thắc mắc của họ, cái khó khăn của họ, mớ rối, cái sự rối ren của họ chính thời điểm hiện tại của họ, thì giống như là họ chợt thức tỉnh ra, họ chợt thức tỉnh ra, và nhiều khi á, là họ thức tỉnh, họ nghe cái video đó thì họ tỉnh ra mà họ nhìn thấy được cái điểm sai của họ, cái điều mà họ cần phải sửa theo cái hướng tích cực, theo cái hướng tích cực. Còn có người họ nghe mà họ không đủ phước á, thì họ nghe những cái video mà nó tào lao á, nó gieo rắc những cái tà kiến. Tà kiến là gì? Là những cái quan điểm sai với luật nhân quả, sai với lời Phật dạy, sai với chánh pháp, thì gọi là tà kiến. Tại sao mà trong đạo Phật, Phật dạy chúng ta phải tu theo con đường bát chánh đạo đó, con đường bát chánh đạo, thì cái chữ chánh ở đây buộc, bắt buộc chúng ta phải tu theo cái bát chánh đạo. Có cái chữ chánh ở đây là cái phương pháp đúng, phương pháp đúng, mình phải tu đúng phương pháp, mình phải làm đúng, mình phải suy nghĩ đúng, mình phải sửa chữa mà nó đúng cái lỗi của mình, đúng cái lỗi của mình, hoặc là mình phải đưa ra những cái quyết định đúng, hoặc là mình phải tiếp thu những cái kiến thức đúng, những cái nguồn tin đúng, đúng với chánh pháp. Đúng ở đây có nghĩa là đúng với chánh pháp, đúng với luật nhân quả, tại vì cái cuộc đời, cái số phận của chúng ta tất cả đều bị luật nhân quả chi phối, không một ai thoát khỏi cái sự chi phối của luật nhân quả, mi lặp lại rất là nhiều lần. Thì cái đúng ở đây mà chúng ta cần đúng đó là đúng với luật nhân quả, cho nên đó là lý do mà mi thường xuyên chia sẻ về những cái câu chuyện luật nhân quả, rút ra những cái câu chuyện thực tế của những cái người xung quanh, hoặc là những cái câu chuyện tiền kiếp ứng với luật nhân quả của những người xung quanh mà mi được nghe, để mi chia sẻ với mọi người, để mọi người biết thêm từng ngày, từng ngày, từng chút hiểu thêm sâu hơn chút xíu thôi về luật nhân quả. Tại vì luật nhân quả là bao la vô tận, chỉ có Phật mới thấu suốt được rõ ràng về luật nhân quả thôi. Còn ngoài ra, nhiều khi là các bậc thánh vẫn chưa có tận tường thấu suốt được như Đức Phật của chúng ta. Cho nên không một ai mạnh miệng mà dám nói là à, tôi hiểu rõ luật nhân quả hết. Mình chỉ có thể hiểu thêm một chút xíu nào đó, rõ thêm chút xíu nào đó về luật nhân quả mà thôi, chứ mình không thể hiểu hết được, không thể hiểu hết được, trừ khi mình cố gắng mình tu đến lúc nào đó là mình thành Phật đi đó, mình tu mà mình thành Phật đi, thì lúc đó thì mới có thể là hiểu được rõ ràng luật nhân quả giống như Đức Phật, các Đức Phật của chúng ta. Đó là lý do vì sao mà chúng ta cần cái chữ chánh, cần cái chữ chánh, mình phải có chánh kiến, mình tiếp nhận những cái thông tin cũng phải là những cái thông tin đúng, những cái phương pháp đúng. Thì ở trên mạng có rất là nhiều người mặc áo cà sa, mi nhắc lại một lần nữa là có những người mặc áo cà sa với cái hình thức là tu sĩ, thầy tu, nhưng mà họ lại gieo rắc chia sẻ những cái phương pháp mà nó không đúng với lời Phật dạy, sai với chánh pháp, mình gọi nó là tà kiến.
thì My làm rất là nhiều video rồi nên My không muốn lặp lại ở đây nữa, mà hôm nay My sẽ chia sẻ cái cách chữa lành cho mọi người theo cái kinh nghiệm của bản thân My. My đã từng dùng những cái cách chữa lành như thế này từ giáo lý của tiến sĩ Thượng tọa Thích Trân Quang, rồi My áp dụng vào cuộc sống của My và lạy Phật, sám hối vân vân. Thì My cũng không dám mà mạnh miệng mà tuyên bố là đây là đúng với chánh pháp. Khi mà đúng với chánh pháp hay không, nếu mà mọi người có duyên, mọi người áp dụng thì tự bản thân mọi người sẽ có câu trả lời những cái điều mà My chia sẻ có phải là chánh pháp, đúng với chánh pháp, đúng với lời Phật dạy hay không. Những ai mà đã nghe giáo lý của tiến sĩ Thượng tọa Thích Trân Quang rồi có cái sự thực hành thì tự bản thân mọi người mới hiểu là đây có phải là giáo lý mà đúng với lời Phật dạy hay không. Đó, thì khi mà chúng ta có cái sự thực hành thì chúng ta mới mới biết được, mới biết được. Mà nhiều khi á là thực hành chưa có tới thì mình cũng không biết được là có đúng chánh pháp, đúng giáo lý mà Đức Phật đã dạy hay không. Nó khổ như thế. Tất cả là tùy vào cái phước của mình, cái phước rồi cái duyên với chánh pháp, cái duyên với chánh pháp, cái duyên với Phật, sự gia hộ của Phật. Thì làm sao để có cái duyên này? Đó là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, như My đã chia sẻ rồi đó, là chúng ta phải sống chân thật, sống chân thật, nói lời chân thật, không được nói dối. Ví dụ mình nói dối mà vì lợi ích của người khác, một cộng đồng nào đó, vì bảo vệ một người nào đó không có bị bức hại, không có bị ăn hiếp, mình có thể nói dối. Tuy nhiên trong cái đời sống hàng ngày của mình, nếu vì lợi ích bản thân của mình mà mình nói dối thì như thế mình đang gieo cái nhân là mình sẽ không có gặp được chánh pháp. Dù mình có gặp được đó là chánh pháp đi, nhưng mà mình không có cái duyên để mà mình tiếp nhận được cái chánh pháp đó vào trong tâm của mình để mà mình thực hành. Có nghĩa là có những người á, người ta gặp được chánh pháp rồi đó, người ta gặp được vị chân sư rồi đó, nhưng mà người ta không có phước nè, người ta không đủ phước, người ta không đủ duyên có phước để thực hành lời Phật dạy, có phước để mà tin và hiểu được chánh pháp, hoặc là có phước để mà theo cái vị chân sư đó. Đó, nó có những cái điều như thế mọi người, chứ không phải là mình nghe rồi đó, mình nghe mình gặp được chánh pháp sờ sờ trước mắt như vậy đó, nhưng mà mình lại không tin. Thì trong thời Đức Phật ngày xưa, Phật giáo hóa cũng như thế thôi. Phật là Đức Phật vĩ đại, là ruộng phước vô tận của chúng sinh, nhưng mà đâu phải ai thấy Phật thì cũng đến để cúng dường đảnh lễ để mà được hưởng cái phước đó đâu. Một lần mà cúi đầu đảnh lễ Đức Phật thì đời đời kiếp kiếp người đó sẽ luôn gặp được những bậc thánh trong cuộc đời. Rồi khi mà cúng dường cho Phật dù chỉ là một muỗng cơm nhỏ thôi đó, mình cúng dường một muỗng cơm nhỏ cho Phật thôi, hoặc là mình cúng dường một muỗng cơm nhỏ cho một bậc thánh đã chứng được quả vị A-la-hán đó, đạt được sự giải thoát hoàn toàn vô ngã rồi đó, thì mới được gọi là bậc thánh, các bậc thánh vĩ đại. Thì một muỗng cơm cúng dường cho Phật, một muỗng cơm cúng dường cho các bậc thánh hoặc là các vị Bồ Tát thôi, thì đời đời kiếp kiếp mình đã gieo cái nhân là dù mình có đi đường nào đi chăng nữa thì một lúc nào đó mình cũng sẽ đạt được sự giải thoát giác ngộ. Hay như vậy, cho nên là chính vì cái nhân mà mình đã gieo duyên với các bậc thánh thì sẽ được chư thiên và các vị Bồ Tát dõi theo, những người mà có cái duyên để mà được giác ngộ, được vô ngã đó, sẽ được chư vị Bồ Tát, chư thiên ở trên trời dõi theo để mà dìu dắt cho cái người đó, để người đó gặp được chánh pháp là người đó sẽ tin, người đó xác quyết được, người đó chắc chắn ở trong tâm của người đó là đây là chánh pháp. Dù có ai mà đưa cho những cái video khác hoặc là đưa cho những cái tà kiến khác thì cũng không vô đầu của người đó được. Đó, hay như vậy, khi một lần mình đã gieo duyên để đạt được cái sự giác ngộ giải thoát bằng cách là mình đã cúng dường nhằm một bậc thánh nào đó,
hoặc là mình đã cúi đầu đảnh lễ một bậc thánh nào đó thì cái nhân đó nó là vĩnh viễn, cho nên là cái ruộng phước của Đức Phật và các bậc thánh là vô lượng là như thế. Khi mà ở trên mạng xã hội á, những người mà họ bị tự kỷ như thế á, bị bệnh tâm lý á, họ lên mạng xã hội họ nghe những cái video, nếu mà gặp đúng những cái video mà đúng với chánh pháp á, thì họ là gọi là một cái điều may mắn nhất, một cái điều may mắn nhất không gì có thể mua được đó. Mình gặp được chánh pháp mà mình tin mình hiểu á, đó là một cái công đức gì đó mà cũng không hề nhỏ mình đã gieo từ những cái kiếp quá khứ rồi mọi người. Bởi vậy ngày xưa Phật có dạy là thân người khó được, chánh pháp khó tìm là như thế. Chính Phật cũng nói là chánh pháp rất là khó tìm, phải là những người có thiện căn rất là sâu dày thì mình nghe chánh pháp lập tức mình biết đây là chánh pháp và mình theo, mình tin, mình hiểu, mình thực hành. Đó là một cái quá trình và một cái phước quá khứ mà mình đã gieo trồng rất là sâu dày. Hiện tại ở trên mạng xã hội có rất rất là nhiều tà kiến, rất là nhiều tà kiến. Mi phải cảnh báo mọi người, chánh pháp thì ít mà tà kiến thì nhiều, đúng không? Lúc nào cũng như thế. Cái gì mà nó chân chính á, tại vì chánh pháp thánh thiện thì nó đi ngược lại với cái bản năng của con người. Đó, lúc nào cái điều xấu nó cũng nhiều hơn cái điều thiện hết. Tại vì làm người xấu thì rất là dễ. Đó, mình đã làm một cái video, làm người xấu thì rất là dễ nhưng mà làm người tốt thì rất rất là khó. Mình phải đi ngược lại với cái bản năng của mình, đúng không? Mình buông xuôi theo cái dòng nước, xuôi dòng thì không phải mất sức, mất công, mất sức gì hết. Còn khi mà mình lội ngược dòng á, thì đó phải là một cái quá trình phấn đấu, cái sự rèn luyện rất là khắc khổ, khắc nghiệt, một cái ý chí rất là kiên định, kiên cường và phải có trí tuệ cơ, phải có trí tuệ. Tại sao mới nói phải có trí tuệ? Tại vì chỉ những người trí tuệ, và cái số mà người trí tuệ nó ít hay nó nhiều mọi người, ngày xưa Phật cũng nói cái người trí á, ít hơn cái người ngu. Lúc nào cũng như thế, thời nào cũng như thế, thời Đức Phật ngày xưa cũng như thế. Người trí thì ít mà người ngu thì nhiều. Đó, thì chỉ những cái người rất là trí tuệ thì họ nghe được những chánh pháp, họ nghe mà họ hiểu, họ tin, cái số đó rất là ít. Tại vì sao? Cái gì cũng vậy đúng không? Chánh pháp, những cái sự chân chính lương thiện, chánh pháp thì nó phải khó, nó phải khó. Con đường chân chính, cái điều chân chính mà chúng ta đạt được á, thì phải khó, phải vất vả, mình phải hy sinh, mình phải cố gắng phấn đấu rất là nhiều, rồi mình phải chân thật, mình phải đạt được bằng cái khả năng rèn luyện, rồi cái khả năng vốn có của mình, rồi mình phải rèn luyện mài dũa thêm rất là nhiều, phấn đấu rất là nhiều thì mình mới đạt được những cái điều chân chính. Thì rất là khó trong cái việc tu tập cũng như thế, tu mà đúng phương pháp á, thì rất là khó. Và chỉ tìm ra cái con đường tu tập để mà đúng phương pháp thôi đã khó rồi, còn cái việc thực hành á, là nó khó gấp trăm ngàn lần, thậm chí cả triệu lần như thế so với cái việc mà tìm ra cái phương pháp. Tìm ra cái phương pháp là một cái bước ngoặt rất là lớn và rất là khó tìm ra được cái phương pháp đường lối mà tu tập đúng, rất là khó. Rồi bắt đầu bắt tay vào thực hành mình mới thấy là nó càng khó hơn gấp triệu lần như thế mọi người. Đó, cái gì nó cũng vậy, nó khó thì nó mới quý, mà nó quý thì nó mới hiếm. Trên mạng xã hội á, thì rất là nhiều người họ chia sẻ về cái cách chữa lành, những cái cách chữa lành giống như là mình sống không cần bận tâm, đừng để cái tâm hồn của mình phải bị bận tâm lo lắng, bị ảnh hưởng vì những cái người xung quanh mình. Cho nên là những người mà người ta rao giảng cái lý thuyết chữa lành đó là đừng bận tâm lo lắng cho người khác, cứ hãy sống lo cho bản thân mình thôi. Mình lo cho bản thân mình rồi thì mình thấy rất là nhẹ nhàng, tại vì mình chỉ lo cho mình thôi, mình đâu cần phải lo cho người khác, đâu cần phải bận tâm lo lắng cho người khác, nên là mình thấy cái tâm của mình rất là nhẹ nhàng đó, không phải bận tâm gì hết, lo cho bản thân thôi. Thì khi lúc đầu á,
Thì những người mà người ta áp dụng cái phương pháp đó, yêu bản thân mình, lo cho bản thân mình trước, thì người ta thấy là giống như là được nhẹ nhàng, được thanh thản thực sự. Tại vì sao? Nó chỉ là lúc đầu thôi. Tại vì bạn chỉ lo cho bản thân mình thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, không có trách nhiệm gì với ai hết, không phải lo cho ai, không phải giúp đỡ ai, không phải còng lưng để đi kiếm tiền, để mà đưa tiền để giúp đỡ cho gia đình người thân của mình. Hoặc là trong công việc cũng vậy, mình làm cái phần việc của mình là xong rồi, không cần phải giúp đỡ ai hết, thì mình còn rất là nhiều thời gian thôi, mình rất là khỏe, đúng không? Đó, không phải làm một cái gì hết cho ai hết thì mình rất là khỏe, quá khỏe luôn. Nhưng mà sao mình chỉ khỏe cái lúc đầu đó thôi? Tại vì sao mà mình khỏe? Tại vì cái lúc đó là cái lúc mà mình vẫn còn cái phước cũ của mình á, cái phước cũ của những cái kiếp trước của mình đã gieo. À, ngày xưa là Đức Phật gọi là ăn cháo cũ á, ăn cháo cũ có nghĩa là mình đang sử dụng cái phước ở quá khứ của mình đã gieo từ vô lượng kiếp trước của mình á, mình tích tụ được một mớ tội. Thì tùy cái phước và cái nghiệp của mỗi người là khác nhau ha, là một mớ phước một mớ tội. Thì ai cũng là người có phước mình mới được làm người, đúng không? Có phước mình mới được làm người, cho nên là khi mình được làm người thì mình cũng đã có một cái mớ phước nào đó để mà mình mang theo đến với cuộc đời này, mình mới được tái sanh làm người mọi người đó. Thì khi mà mình áp dụng cái phương pháp chữa lành là yêu bản thân mình, lo cho bản thân mình trước đi, thì lúc đầu mình sẽ cảm thấy bình yên thật đó, mình được bình yên, mình được thanh thản, mình được nhẹ nhàng, là mình đang dùng hết, mình đang tận dụng vơ vét hết cái phước quá khứ của mình để mà mình hưởng thụ, mình xài. Tại vì mình ăn, mình mặc, mình ngủ, mình nghỉ, mình đi lại, mình làm, mình kiếm tiền, rồi cái đồng lương của mình, cái nơi mà mình ở, cái nơi mà mình làm việc, những người mà mình giao tiếp hàng ngày, những người mà mình gặp gỡ, những cái vật dụng mà mình xài, mình sử dụng, cái môi trường mà mình sống, cái đất nước mà mình ở đó, rồi cái trình độ học thức của mình, nhận thức của mình, cái trí tuệ của mình, cái bằng cấp của mình đó, như mi nói, nó là tất cả những cái đó đều là cái phước quá khứ của mình đã quy định cho mình là kiếp này mình sẽ nhận được, thừa hưởng được, hưởng thụ được những cái điều đó. Đó, đó là cái phước từ những kiếp trước của mình đã gieo, mình đã tạo, thì nó đã quy định sẵn cho mình là cái kiếp này mình sẽ là người như thế nào, mình sinh ra trong gia đình ở đâu, cha mẹ mình là ai, gia đình mình có bao nhiêu tiền, bao nhiêu vàng, bao nhiêu chiếc xe, vân vân. Rồi mình học đến đâu, rồi mình ra mình đi làm với mức lương là bao nhiêu tiền đó, rồi cái người kết hôn với mình là ai, con cái mình là ai, à, mình có con hay là không có con, hoặc là mình bị bệnh gì trong cái cuộc đời, cái kiếp này của mình phải trả cái nghiệp gì, thì mình sẽ bị bệnh gì đó, những cái nghiệp, những cái tội mà mình mang theo thì nó sẽ tương ứng với những cái nghiệp, những cái khó khăn, những cái bệnh tật mà mình phải nhận ở cái kiếp này, nó đã được quy định từ những kiếp trước rồi đó. Chứ không phải là khi mà mình nghe những cái video đó rồi mình không làm một cái gì hết thì cái tâm của mình được được an. Là vì sao? Là vì cái phước cũ của mình đang vơ vét sạch, mình đã xài cho nó hết cái phước cũ của mình, nên là mình cảm thấy mình tự mình cảm thấy là nó được bình yên, nó được nhẹ nhàng, nó được thanh thản ở cái thời điểm đó thôi, ở cái thời điểm đó thôi mọi người nha, ở tạm thời cái thời điểm đó thôi. Mà chỉ những cái người mà không có trí tuệ thì người ta mới vội vàng, người ta tin, người ta nghĩ là à, cái phương pháp chữa lành của cái ông thầy mà rao giảng cái phương pháp mà yêu bản thân mình, chỉ lo cho bản thân mình, chỉ biết bản thân mình, hoặc là khá hơn nữa thì lo cho gia đình mình đó, thì nó hiệu quả. À, nó hiệu quả quá. À, tôi áp dụng theo cái phương pháp chữa lành này, tôi thấy là tôi được chữa lành. À, tôi cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Tại vì sao? Tại vì mình lo cho bản thân mình là mình đang vỗ về cái sự ích kỷ của mình đó.
mình nghĩ cho bản thân mình không, là mình đang vỗ về cái bản ngã của mình, cái sự ích kỷ của mình. Cho nên tạm thời mình sẽ thấy rất là bình yên, rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, không phải bận tâm lo lắng cho ai hết. Nhưng mà sau một thời gian, mình cái gì mình cũng cần có thời gian kiểm chứng mọi người. Đó, cái gì cũng cần có thời gian kiểm chứng. Chỉ có thời gian, cái phương thuốc thời gian mới là cái câu trả lời chân thật nhất cho tất cả mọi việc. Cho tất cả mọi việc phải cần có thời gian để kiểm chứng. Thì ví dụ như người mà có phước nhiều ha, có phước nhiều thì cứ sống ích kỷ đi, cứ sống ích kỷ cho bản thân mình, hưởng thụ, lo cho bản thân mình ăn ngon mặc đẹp, đi du lịch, biết bản thân mình thôi. Rồi thậm chí là vơ vét cái phước cũ của mình là nhờ vả người khác, hoặc là vay mượn tiền, hoặc là lợi dụng người khác lừa gạt, hoặc là ai cho gì thì mình lấy, ai giúp cái gì thì mình nhận, hoặc là thậm chí là mình còn đẩy việc cho người khác cơ. Cái việc của mình dành cái việc nhẹ lương cao vân vân đó, mình sống ích kỷ, thủ đoạn vì bản thân mình, lợi ích bản thân mình trước đó. Thì cái người mà có phước nhiều thì được 3 năm 3 năm, còn người mà ít ít chút xíu á 1 năm, hoặc là thậm chí có người mà ít phước quá thì chừng 6 tháng thôi. 6 tháng là te tua, nghiệp nó đổ ra. Sau những cái giai đoạn mà mình thấy là thoải mái, bình yên, cái tổn thương của mình là được phục hồi, mình được chữa lành, mình thấy đời nó vui trở lại, nó đẹp ra trở lại, được một thời gian rất là ngắn thôi. Rất là ngắn. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì cái quả báo nó đến. Tại vì cái phước cũ mình nó hết rồi, mình xài hết cái phước cũ rồi. Mà khi mình phước là để nó chặn cái nghiệp của mình, chặn cái nghiệp, chặn cái xui, chặn những cái ác nghiệp mà mình đã gieo từ quá khứ, hoặc là trong kiếp này của mình đã gieo, mình đã làm những cái việc xấu, mình đã nói những cái lời xấu mà nó gây hại, nó tạo thành cái nghiệp, cái tội, cái quả báo. Thì khi mình còn phước đó, thì cái phước nó sẽ chặn những cái nghiệp đó, những cái xui đó, những cái quả báo đó, nó được chặn lại bởi cái phước của mình đó. Nhưng mà khi mà mình hết phước rồi á thì bắt đầu nó đổ xuống, đổ mà như là thác đổ như thác nước đổ xuống, hết phước rồi nên đâu còn cái gì để mà bảo vệ mình đâu. Cho nên là My nói rất là nhiều lần, chỉ có phước mới bảo vệ mình mà thôi. Bây giờ tiền bạc, nhà cửa, người thân của mình không thể bảo vệ được mình, không thể bảo vệ được mình, chỉ có cái phước mới bảo vệ được mình mà thôi mọi người. Khi mà hết phước rồi thì nghiệp nó đổ ra, bệnh tật, rồi những cái xui xẻo, thất nghiệp, thất tình, mọi người xa lánh mình. Tại vì đã sống một cái thời gian mà chỉ biết nghĩ cho bản thân mình đâu có giúp đỡ ai, mình đâu có giao lưu với ai, mình đâu có chia sẻ với ai, mình đâu có sống có ích cho một người nào đâu. Đó, mình chỉ sống cho bản thân mình thôi. Cái sự tồn tại của mình nó không hề có ích cho bất cứ một người nào hết. Đó, cho nên cái quả báo là sao? Mình sẽ bị cô độc. Mình bị cô độc là mình ai cũng quay lưng với mình hết, không có ai chơi với mình hết. Bây giờ nếu mà đổi lại, khi mà chúng ta muốn sống gần một cái người nào đó, chúng ta muốn chơi với một cái người nào đó, thì chúng ta cũng phải lựa chọn đúng không? Đó, mình phải lựa chọn, dù mình có lòng từ bi như thế nào đi chăng nữa, mình thương người như thế nào đi chăng nữa, mình tốt bụng như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà mình vẫn biết được là mình phải gần một cái người như thế nào đúng không? Ví dụ giữa một cái người mà chỉ sống cho bản thân mình, ích kỷ, thủ đoạn, rồi chỉ biết nghĩ cho họ thôi, ví dụ như là họ sống cho bản thân họ thôi, họ không giúp đỡ ai hết, không có động tâm để mà lo lắng suy nghĩ giúp đỡ bất kỳ một ai, không có hành động để mà chia sẻ san sẻ giúp đỡ những cái khó khăn cho ai hết. Và một cái người mà suốt ngày đi giúp đỡ người khác đó, một cái người mà tốt bụng, ai nhờ gì cũng làm, ai nhờ gì cũng giúp, rồi ai cần gì cũng lăn xả, cũng nhiệt tình, cũng quan tâm yêu thương giúp đỡ người khác đó. Thì giữa hai cái người đó
thì mình chọn là mình chơi với cái người nào mọi người, đúng không? Mình chọn là mình sẽ sống gần cái người nào, mình thích sống gần cái người nào hơn, đúng không? Tất nhiên là mình sẽ thích sống gần cái người mà thích chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác, đúng không? Một cái người tốt bụng, nhiệt tình, đạo đức. Đó, đạo đức. Biết sống vì người khác, đúng không? Mình sẽ chọn ở bên cạnh một cái người mà biết sống vì người khác, biết nghĩ cho người khác, biết lo cho người khác, biết sẵn sàng hy sinh những cái lợi ích riêng của bản thân mình, chịu thiệt thòi cho bản thân mình, dành cái thiệt thòi về mình để mà chia sẻ và giúp đỡ người khác, đúng không? Tại vì những cái người mà người ta thích giúp đỡ người khác như thế thì người ta sao? Người ta là cái người mà luôn nhận thiệt thòi về bản thân mình và họ vui với điều đó, họ sẵn sàng nhận cái thiệt thòi về bản thân họ. Họ xem đó là cái cách sống, giống như là cái hơi thở của họ vậy đó. Họ phải sống như vậy, họ sống khác như vậy, họ không thể sống được. Đó, chỉ những người mà chịu nhận thiệt thòi về bản thân mình thì họ mới sẵn lòng để họ đi giúp người khác. Tại vì đi giúp người khác, thứ nhất là mình mất công nè, phiền nè, mất sức, mất thời gian, thậm chí mình mất tiền bạc, vật chất, công sức, thậm chí mình bị lợi dụng, bị lợi dụng cái lòng tốt của mình, cái sự tin tưởng của mình đó. Thì những người đó họ sẵn sàng đánh đổi những cái thiệt thòi đó, họ cho đi những cái điều tốt của họ cho người khác, và họ sẵn sàng nhận những cái đau khổ, những cái phiền phức, những cái khó khăn, vất vả, cực khổ, thiệt thòi về cho bản thân mình. Họ sẵn sàng hy sinh, họ sẵn sàng hy sinh những cái lợi ích cá nhân của họ để mà họ giúp được cho người khác, và họ muốn người khác được vui. Tại vì họ giúp là họ muốn người khác được tốt hơn, được vui, được hạnh phúc, được lợi ích một cái điều gì đó, đúng không? Đó. Thì đó là cái niềm vui của họ trong cuộc sống của họ. Họ muốn đi tìm cái niềm vui của họ từ những cái sự giúp đỡ dành cho người khác, từ những cái niềm vui của người khác như thế. Thì khi mà mình sống thì mình muốn sống gần một người nào mọi người? Mình phải thích sống gần một cái người mà mình sống gần họ mình sẽ được lợi ích, đúng không? Đó, mình được giúp đỡ, mình được thương yêu, mình được chia sẻ, mình được họ hỗ trợ giúp đỡ cho mình những cái lúc mà mình cần họ, đúng không? Đó. Còn một cái người ích kỷ mình có muốn sống gần họ không mọi người? Đó, đúng không? Thì khi mà mình đặt cái câu hỏi này thì mình phải tự nhìn lại bản thân mình là mình muốn trở thành một cái người như thế nào. Đó, mình muốn trở thành một người ích kỷ hay mình muốn trở thành một người mà sống vì người khác. Đó. Và khi mà có một cái quả báo, mình muốn sống vì bản thân mình thì mình đang gieo cái nhân cô độc và nghèo khổ, rồi đau khổ, tuyệt vọng và bế tắc. Đó, đó là cái quả báo dành cho những người mà sống ích kỷ vì bản thân mình. Tại vì sao? Tại vì sao mà nghe mà thê thảm thế, đúng không? Thì nó thêm một cái tiến trình tâm lý thôi. Khi một người mà đã sống ích kỷ rồi thì những người xung quanh có ai muốn chơi với mình không? Đúng không? Những người xung quanh họ sẽ sợ cái người mà sống ích kỷ. Đến với cái người đó mình chỉ có mất thôi, mà mình không được lợi ích gì hết. Và những người sống ích kỷ là sao? Họ có cái tâm là họ không hề biết ơn. Họ không hề biết ơn mọi người. Đó cũng là, cho nên là mê cũng nhắc mọi người á, cái tâm mà biết ơn á là cái tâm đạo đức hàng đầu. Đạo đức hàng đầu đưa chúng ta lên một cái đẳng cấp cao hơn của cái tầng bậc mà đạo đức, cái nhân cách đạo đức của mình vượt rất là xa luôn, rất là xa giữa một người biết ơn và một người không biết ơn. Cái số phận, cái cuộc đời và cái nhân cách của hai cái người đó khác xa nhau hoàn toàn. Cho nên là cái lòng biết ơn rất là quan trọng. Lòng biết ơn rất là quan trọng. Lòng biết ơn chính là cái đạo đức căn bản để khởi nguồn cho tất cả những cái điều tốt đẹp, những cái đức tính đạo đức khác nảy nở nảy mầm. Cho nên My nói mọi người là mọi người đầu tiên là mọi người phải đạt được cái lòng tôn kính Phật tuyệt đối là như thế.
Tại vì sao mà mình tôn kính? Có nghĩa là mình phải có cái sự biết ơn. Trước hết là mình phải thương Phật nè, mình thương Phật. Mình thương Phật trước cái đã, rồi bắt đầu từ từ mình mới tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật. Mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về Phật. Rồi bắt đầu khi mình tìm hiểu nhiều hơn về Phật thì mình mới thấy là cái sự vĩ đại của Đức Phật, cái trí tuệ của Phật, cái con đường mà Phật đi quá là vất vả để tìm ra được cái con đường giải thoát cho chúng sanh, rồi dạy cho chúng sanh biết được cái quy luật vận hành của vũ trụ này chính là luật nhân quả. Để mà tìm ra được những cái điều đó, Phật phải trả giá, phải đánh đổi và hy sinh rất là vất vả vì chúng sanh bao vô lượng kiếp như thế đó. Thì khi mà mình hiểu ra những cái sự hy sinh đó của Phật, những cái vất vả mà Phật đã tìm ra cái con đường giác ngộ để lại cho chúng sanh, để cho chúng sanh được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, nó quá vĩ đại đi, nó quá vĩ đại vì nó quá khó khăn, không ai tìm ra được, chỉ có duy nhất Phật tìm ra được cái con đường đó thôi. Thì mình mới thấy là cái trí tuệ của Phật thật sự là quá tuyệt đối đó. Cho nên là mình thương, sau đó mình hiểu được cái sự vất vả khó khăn của Phật như thế, cái trí tuệ của Phật như thế, bắt đầu mình quay qua mình ngưỡng mộ, đúng không? Mình ngưỡng mộ và cả cái lòng biết ơn của mình vì Phật đã cho mình cái con đường để mà mình có cái con đường đúng để mà mình đi đó, thì mình sẽ biết ơn đó. Một cái người mà đạo đức, một cái người mà đạo đức được được đo đạt bằng cái lòng biết ơn của cái người đó, lòng biết ơn của cái người đó. Một người mà đạo đức nhiều hay là đạo đức ít đó mọi người, thì mình phải để ý, mình phải để ý xem là cái người đó họ có cái lòng biết ơn hay không đó. Chỉ những cái người đạo đức, thực sự đạo đức thì họ mới nhìn thấy được cái công ơn, cái công sức của những người xung quanh, những cái điều mà họ được thọ nhận trong cái cuộc đời của họ đó. Cho nên là cái lòng biết ơn là cái đạo đức căn bản nhất. Một người mà mình thấy là họ tử tế với mọi người, tử tế với người khác, nhưng mà mình quay lại mà mình thấy họ không có cái lòng biết ơn với những cái người ơn của họ, với những điều mà họ đã được thọ nhận, thì mình phải hiểu là cái người này là người không không thật. Đạo đức đó là nó phải xem lại, phải xem xét lại, chưa hẳn là một người đạo đức đâu đó. Cho nên khi mà có cái lòng biết ơn rồi á, thì mình sẽ có cái tâm lý là mình đền ơn, mình đền ơn bằng cách là mình sẽ sống tốt hơn đó, mình sẽ làm một cái điều gì đó để mà mình đền ơn, đúng không? Đó thì khi mà mình biết ơn Phật rồi á, thì mình sẽ có cái lòng là tôn kính, đúng không? Đó, khi mà mình biết ơn một người nào đó rồi á, thì tự nhiên mình có cái cảm giác là mình thương, mà mình sợ, mình nể phục, mình nể phục, mình tôn kính cái người đó, mình kính trọng cái người đó, mình thần tượng cái người đó, đúng không? Mình muốn bắt chước như họ, mình muốn được giống như họ, mình muốn được tốt như họ đó. Cho nên là cái lòng tôn kính Phật, khi mà chúng ta có cái sự tôn kính rồi thì tất nhiên là chúng ta đã có là cái tình yêu thương nè, tuyệt đối dành cho Đức Phật nè, và cả cái lòng biết ơn, và cả cái sự mà đền ơn, cái sự đền ơn của mình, là mình tôn kính Phật rồi, thì mình sẽ trong tâm của mình thôi thúc mình là mình phải sống tốt, mình phải sống có ích. Hoặc là khi mà mình muốn làm một cái điều gì đó mà mình nghĩ là à, mình đã là người đệ tử Phật rồi, Phật không muốn mình làm cái điều xấu đó đó, Phật muốn mình thương yêu mọi người, Phật muốn mình sống phụng sự cống hiến hy sinh, Phật muốn mình sống vì người khác, để cho ai ai những người xung quanh mình cũng nhận được cái sự yêu thương đó, cái lòng từ bi, thì Phật muốn mình sống hy sinh như thế. Cho nên là khi mà mình làm một cái điều gì đó mà mình thấy là điều này, mình nghĩ lại, mình đối chiếu lại, mình nghĩ là à, điều này Phật chắc chắn nếu mình làm Phật sẽ không vui đó, Phật sẽ không vui. Cho nên là mình có cái lòng tôn kính Phật rồi á, thì trong từng giây từng phút của mình,
mình muốn làm gì, mình muốn suy nghĩ gì, mình muốn nói điều gì, mình cũng đều phải sôi rọi lại cái tâm của mình để làm sao mà mình xứng đáng với cái lòng tôn kính Phật như thế, vì Phật mà mình làm, vì Phật mà mình không được phép làm như thế. Đó, cái lòng biết ơn rất là quan trọng. Cho nên là quay trở lại những cái người mà ích kỷ thì đa số hầu như là 100% họ không hề có cái lòng biết ơn, không hề có cái lòng biết ơn. Cho nên chính vì họ không có cái lòng biết ơn cho nên họ là một người vô ơn. Vô ơn mà từ cái tâm vô ơn đó thì nó sẽ tạo ra cái tâm là tham lam, ích kỷ, có thêm kéo thêm những cái tâm lý xấu đi sau nữa. Khi mà chúng ta ích kỷ, chúng ta sống vì bản thân mình thì chúng ta sẽ có cái tâm tham, mình muốn vơ vét nhiều hơn. Ai cho mình nhận, mình muốn người khác tất cả phải phụng phụng sự phục vụ cho cái lợi ích bản thân mình, phải cho mình, phải có cái lợi gì cho mình mới giao tiếp với người ta. Đó thì mình có cái sự toan tính, mà những cái toan tính đó nó làm cho mình rất là bất an. Bất an rồi người xung quanh đâu phải là người ta ngu đâu, đúng không? Người ta thấy mình sống toan tính như thế, người ta cảm nhận được, mà người ta sẽ có tâm lý là người ta sợ, sợ những cái người mà sống ích kỷ, tại vì họ tới với mình á, mình chỉ họ bị lợi dụng thôi, họ không có được ích lợi gì hết nên là họ chạy hết à. Thì từ từ là những người ích kỷ họ sẽ sao bị mọi người quay lưng xa lánh và họ sẽ trở nên cô độc.